vị và các bạn, Công an huyện Yên Mỹ vừa bắt giữ hai vụ làm bằng cấp giấy tờ giả trên địa bàn huyện. Ngày 15 tháng 6, Công an huyện Yên Mỹ bắt giữ đối tượng Nguyễn Tường Hải, sinh năm 1988, có hộ khẩu tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, về hành vi bán giấy khám sức khỏe giả. Đối tượng khai nhận mua giấy khám sức khỏe của một đối tượng trên Hà Nội và bán chót lọt cho hàng trăm công nhân tại các khu công nghiệp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ. Trước đó, Công an huyện Yên Mỹ phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Tường, sinh năm 1986, cũng ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, về hành vi cung cấp bằng cấp giả. Thu giữ máy in, máy tính, máy phun màu cùng một số bằng tốt nghiệp, bản sao có chữ ký, đóng dấu của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Công chứng Phổ Hiến.